Khi con tàu Titanic bắt đầu hành trình định mệnh, nó nặng khoảng 52.000 tấn. Vậy ngay từ đầu, làm thế nào mà họ có thể đưa nó xuống nước được? Bước 1. Tìm cả tấn xà phòng và chất béo tự nhiên. Bước 2. Đổ tất cả lên đoạn đường phía trước tàu Titanic như một đường trượt nước khổng lồ vậy. Họ thậm chí còn bôi dầu mỡ khắp bên ngoài con tàu để đảm bảo nó không bị chảy xước, móp méo hoặc bị rách ra. Cứ như vậy, con tàu Titanic nhẹ nhàng thả mình xuống nước, khiến công nhân và chủ tàu thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì giai đoạn này đã diễn ra tốt đẹp. Khi người ta xây dựng đập Aswan ở Ai Cập, họ cần phải dọn dẹp một khu vực rộng lớn để làm hồ nhân tạo. Gần 100.000 người đã phải chuyển nhà. Đây là giai đoạn dễ dàng. Các kỹ sư sau đó phải cố gắng di chuyển hai ngôi đền cổ đại khổng lồ của Ai Cập. Nếu không, chúng sẽ bị chìm dưới nước vĩnh viễn. Giải pháp ư? Huy động hàng ngàn kỹ sư và thợ xây. Hai ngôi đền được xây dựng trên một ngọn núi. Vì vậy, trước tiên họ phải nhấc chúng ra bằng máy ủi và búa khoan. Sau đó họ phải tách chúng ra thành từng phần, giống như lắp ghép Lego khổng lồ vậy. Những bức tượng, mái nhà, tường, điêu khắc, bộ Lego này thật xinh xắn. Sau đó họ chia ngôi đền thành từng mảnh nhỏ, có tổng cộng hơn 1.000 mảnh. Mỗi mảnh nặng bằng 3 con voi. Vậy họ đã ghép tất cả lại với nhau ở đâu? Cũng trên ngọn núi đó, chỉ là ở vị trí cao hơn trước 61m. Mất tới 5 năm với chi phí khoảng 300 triệu đô tính theo giá ngày nay. Tôi nghĩ ngay cả các pharaoh cũng phải ấn tượng. Bây giờ giả sử bạn khát nước, vậy nên bạn lấy một cốc nước. Nhưng nguồn nước đó đến từ đâu? Ở Ả Rập Saudi nó đến từ nước mặn. Bạn chỉ cần lấy muối ra, chuyện nhỏ ấy mà. Việc đó cần thiết bị bay hơi. Thiết bị này của Ả Rập Saudi cung cấp nước ngọt cho 300.000 người. Không tệ ở nơi có rất nhiều sa mạc nhé. Thiết bị bay hơi nặng 5.000 tấn và nó khá lớn, tương đương với 10 sân bóng rổ. Họ đã thuê một con tàu đặc biệt để đưa nó từ Việt Nam sang Ả Rập Xê Út, nhưng thậm chí con tàu cũng quá nhỏ. Sau khi làm con tàu lớn hơn một chút và thực hiện chuyến hành trình xuyên lục địa thành công, thiết bị bay hơi cuối cùng đã về đến Trung Đông. Sau đó thật dễ dàng, chỉ cần lấy 30 xe tải đầu kéo và kéo thôi. Khá ấn tượng nhỉ? Nhưng thứ lớn nhất từng di chuyển trên trái đất còn lớn hơn rất nhiều. Hãy đến với dàn sản xuất khí đốt Troll-A của Na Uy nhé. Nó nặng hơn cả con tàu Titanic và cao hơn cả tòa nhà Empire State. Nhưng các kỹ sư không hề sợ hãi, mặc dù họ đã phải kéo dàn sản xuất đó đi suốt 193 km từ bờ biển. Họ đã nối 10 chiếc tàu rất khỏe và kéo nó đi trong suốt một tuần. Dàn sản xuất khí đốt có giá trị khoảng 1 tỷ đô la, vì vậy họ phải rất cẩn thận. Những chiếc tàu thực sự đã kéo nó theo mọi hướng để giúp nó ổn định, sau đó từ từ tiến ra biển. Khi ra được đến đó, người ta cố định bốn chân vững chắc của nó với dàn bê tông, với khối lượng đủ để xây 200.000 ngôi nhà. Phần đó của biển có thể khá gồ ghê, vì vậy họ phải đảm bảo rằng nó sẽ không di chuyển. Khí đốt tự nhiên có thể bốc cháy, ngay cả khi ở giữa biển. Bạn sắp rời thị trấn, nhưng bạn đã quen với ngôi nhà, căn bếp lớn và lò sưởi ấm cúng của mình. Không vấn đề gì. Hãy mang theo ngôi nhà của bạn. Khoảng 500 năm trước, khi một kiến trúc sư người Ý đang xây dựng tòa nhà thị chính của thành phố, thì tháp chuông của nhà thờ đã cản trở quá trình. Giải pháp là bốc ngọn tháp và chuyển nó đi. Kiến trúc sư đã xây dựng một khung gỗ xung quanh tháp và di chuyển nó bằng cách sử dụng dây thừng, ròng rọc và rất nhiều nhân công. Kể từ đó, rất nhiều tòa nhà đã được chuyển đi khắp nơi, nhưng những gì xảy ra ở Trung Quốc đã thay đổi mọi thứ. Năm 2004, các kỹ sư đã dịch chuyển tòa nhà Fugang đi khoảng 37m. Đây là tòa nhà nặng nhất từng được di chuyển, nhưng chỉ mất 11 ngày. Họ đã làm việc ngày đêm để hoàn thành nhanh như vậy. 10.000 năm trước, một thiên thạch đã rơi xuống Greenland. Đó là nguồn cung cấp sắt duy nhất cho người dân địa phương. Họ đã bắt đầu bẻ ra từng mảnh sắt để làm dao, lao móc, đầu mũi tên và thậm chí cả đồ trang sức. Quả là may mắn. Qua thời gian, người dân địa phương đã chia thiên thạch có tên là Cape York ra thành nhiều mảnh. Nhà thám hiểm Bắc Cực Robert Peary muốn mang mảnh lớn nhất trở về Mỹ. Làm thế nào để di chuyển 30 tấn đá không gian mà không có xe tải hay đường nhựa? Hơn nữa, đó là năm 1897. Thời tiết thì lạnh cóng. Mất 3 năm nhưng Peary đã làm được. Cuối cùng, ông đã xây dựng tuyến đường sắt với sân ga đặc biệt để kéo khối đá đến bờ biển gần nhất. Đó là tuyến đường sắt đầu tiên và cuối cùng ở Greenland. Peary đã bán thiên thạch với giá 40.000 đô. Ngày nay con số đó là khoảng 1 triệu đô. Năm 2012, nghệ sĩ Michael Heiser đã dựng một tảng đá nặng 340 tấn trên lối vào bảo tàng nghệ thuật hạt LA,
được gọi là levitated mass. Dựng lên thì dễ, nhưng đưa nó đến đó thì sao? Không dễ đâu. Họ phải sử dụng một xe kéo dài 88m và 6 xe tải khác nhau. Họ chỉ lái xe vào ban đêm hơn 160km qua 22 thành phố. Phần khủng nhất đó là nó đã tiêu tốn tới 10 triệu đô la. Con tàu Vasa của Thụy Điển đóng khoảng 400 năm trước và cực kỳ nổi tiếng. Mọi người ấn tượng bởi kích thước, cách trang trí đẹp mắt và các bức điêu khắc bằng vàng của nó. Lần đầu tiên ra khơi nó đã bị chìm. Tại sao? Do một cơn gió. Ôi trời! Nhưng khoảng 80 năm trước, họ đã quyết định kéo nó lên. Có một cách là lấp đầy con tàu bằng những quả bóng bàn và đóng băng nó trong một khối đá. Nhưng thay vào đó, họ chỉ buộc thừng xung quanh và sử dụng 18 máy nâng để kéo nó dọc theo đáy biển đến một khu vực nông. Từ đó việc nhấc con tàu lên khá dễ dàng. Nó chủ yếu được làm bằng gỗ, không có nhiều kim loại. Con tàu vẫn còn khá tốt nhờ nước biển lạnh, thậm chí nó còn tự nổi. Tàu con thoi Endeavour đã thực hiện 25 sứ mệnh vào không gian và vào năm 2012, NASA quyết định cho nó được nghỉ ngơi. Chỗ nó nghỉ hưu là Trung tâm Khoa học California. Con tàu khổng lồ này được đưa lên xe kéo và kéo qua LA với tốc độ đáng kinh ngạc là 3,2 km một giờ. Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng mà một con tàu vũ trụ đi qua thành phố lớn. Họ phải dọn dẹp một con đường khá lớn và cuối cùng phải chặt bỏ rất nhiều thứ cản trở như cột đèn, đèn giao thông, đường dây điện và thậm chí hơn 400 cây xanh. Đừng lo, họ đã quyên góp được rất nhiều tiền từ quá trình này, đủ để trồng hơn 800 cây mới. Tượng nữ thần tự do không được xây dựng ở Mỹ mà là ở Pháp. Sau 9 năm làm việc chăm chỉ, cùng một lượng đồng và sắt rất lớn, bức tượng đã sẵn sàng để trao tặng cho nước Mỹ như là một biểu tượng của tình bạn. Gửi nó qua đường bưu điện sẽ tốn rất nhiều xốp bong bóng để gói. Vì vậy họ quyết định vận chuyển nó bằng đường thủy. Bức tượng được chia thành 350 mảnh, bỏ vào thùng và chuyển đến New York. Họ đã mất tới 4 tháng để lắp ráp tất cả các mảnh lại với nhau. Cùng gặp Barger 288, máy xúc tự vận hành và phương tiện vận chuyển trên cạn lớn nhất hành tinh nhé. Con quái vật này có thể nâng hàng ngàn chiếc xe mỗi ngày. Nó hoàn thành công việc ở một mỏ đá và phải chuyển sang mỏ khác. Việc gỡ nhỏ phương tiện này ra rồi vận chuyển và ghép nó lại với nhau sẽ không hợp lý. Vì vậy nó sẽ tự chạy đến nơi. Phải mất tới 3 tuần và chỉ di chuyển với tốc độ khoảng 0,8 km mỗi giờ. Để ngăn không cho Barger phá hủy mọi thứ khi nó chạy qua, các kỹ sư đã đi trước, trồng cỏ, phủ sỏi và đất lên những con đường. Bây giờ bạn đang đi bộ trên đường phố ở Pháp, bạn thấy vài quán cà phê. Có thể là một tiệm bánh xinh xắn và tuabin khí lớn nhất thế giới, tên là Harriet. Công việc của Harriet là gì? Giữ cho đèn luôn sáng trong hơn 700 ngôi nhà ở Pháp. Chiếc tuabin khổng lồ này nặng bằng 2 máy bay chở khách cỡ lớn và phải đi qua Pháp, Đức, Bỉ và Hà Lan. Kim tự tháp Giza vĩ đại ở Ai Cập được tạo thành từ hơn 2 triệu khối đá khổng lồ. Không có xe kéo hay máy kéo, chỉ sử dụng sức mạnh cơ bắp xưa cũ mà thôi. Mỗi khối đá nặng hơn 2,5 tấn, tương đương với 30 người giống tôi. Những người thợ xây thậm chí không có kim loại nặng như sắt hoặc thép, họ chủ yếu sử dụng các mảnh gỗ và búa tạ bằng đá.